Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đoàn 150 cán bộ công đoàn, các gương điển hình trong phong trào thi đua, tham mưu giỏi, phục vụ tốt do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Bắt đầu buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Gửi tới các cán bộ công đoàn, các đại biểu gương điển hình trong phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, khối cán bộ công chức viên chức là lực lượng có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam cũng như trong hệ thống chính trị. Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, cán bộ công chức, người lao động đã tích cực hưởng ứng, tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thách thức, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm trong công việc. Phong trào tham mưu giỏi phục vụ tốt đã trở thành chất xúc tác, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nhấn mạnh đất nước đang ở thời điểm tăng tốc bứt phá, sớm về đích các chỉ tiêu của Đại hội 13, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng, tổ chức tốt tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cán bộ, công chức, người lao động cần tiếp tục kiên trì xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong nhiệm vụ, công việc hàng ngày phải thương yêu nhân dân, lắng nghe nhân dân, tận tâm lo lắng, chăn trở và quyết tâm giải quyết kịp thời, thấu đáo, hiệu quả các vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc sống, sinh kế của người dân và khó khăn của tổ chức doanh nghiệp. Đặc biệt là cần đặt mình ở vị trí người dân khi tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách, giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật, nâng cao trí thức, đổi mới tư duy và tầm nhìn, luôn cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cũng trong sáng nay, lễ tuyên dương các cán bộ công chức viên chức người lao động tham mưu giỏi phục vụ tốt do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. 150 cán bộ công chức viên chức người lao động có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua tham mưu giỏi phục vụ tốt được biểu dương tôn vinh tại buổi lễ. Lễ tuyên dương nhằm tạo động lực thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và nhân rộng các tấm gương xuất sắc trong phong trào. Phong trào tham mưu giỏi phục vụ tốt được phát động từ năm 2019, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ công chức viên chức người lao động về tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, đóng góp chung cho sự phát triển đất nước. Hội nghị đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 20 khóa 9, nhiệm kỳ 2019 đến 2024 đã khai mạc vào sáng nay. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung mương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung mương Đảng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo báo cáo chính trị đã được xin ý kiến rộng rãi trong hệ thống mặt trận và ngoài hệ thống mặt trận, báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo. Tiểu ban văn kiện và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý về nhân sự của Đại hội. Tiểu ban nhân sự và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng đề án về số lượng ủy ban, đoàn chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ cấu, thành phần, địa bàn cư trú, lĩnh vực hoạt động, bước đầu đã lập danh sách cụ thể. Đề án đã được trình cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo chung. Ban Thường trực và Tiểu ban nhân sự đã chuẩn bị một bước cơ bản về nhân sự, cơ quan chuyên trách của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủy ban, đoàn chủ tịch, Ban Thường trực. Tại hội nghị này, xin ý kiến đoàn chủ tịch để tiếp thu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo để trình đại hội.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 86, chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai ứng phó cơn bão số 3. Công điện nêu rõ, sáng ngày 3 tháng 9 năm 2024, cơn bão có tên quốc tế là Yagi đã vượt qua đảo Luzon, Philippines vào khu vực Đông Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12. Sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những ngày tới, di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban dân các địa phương nêu trên chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao, không để bị động bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân. Tổ chức ra soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện tàu thuyền, bao gồm cả tàu cá và tàu vận tải du lịch, còn đang hoạt động trên biển biết không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Ra soát triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển, kiên quyết sơ tán người dân trên các lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu, không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lở, nhất là ở các cửa sông, cửa biển, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ nếu xảy ra tại cơ quan đơn vị địa phương mình. Bộ trưởng các bộ ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi sát tình hình bão lũ, chủ động chỉ đạo phối hợp với các bộ ngành khác và địa phương liên quan để triển khai công tác bảo đảm an toàn các hoạt động sản xuất cũng như an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các cơ quan thông tấn, truyền thông tăng cường thời lượng đưa tin kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai công điện này. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh. Trước tình hình cơn bão số 3 đổ bộ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Bạch Long Vĩ đề nghị các khu dân cư và chủ các tàu thuyền thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Đồn biên phòng đảo Bạch Long Vĩ đã phối hợp với Ban Quản lý Cảng và khu neo đậu tàu thuyền liên lạc thông báo cho các chủ tàu thuyền phương tiện đang hoạt động trên biển trong Âu Cảng Bạch Long Vĩ khẩn trương di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, phối hợp với trạm radar 490 theo dõi, kiểm đếm và quản lý chặt số tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực biển Bạch Long Vĩ và trong Âu Cảng, chủ động lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Các cơ quan đơn vị, các khu dân cư trên đảo đã chủ động trăng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho vật nuôi và cây trồng. Nhờ các hoạt động trải nghiệm đa dạng và đặc sắc trong 4 ngày nghỉ lễ mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, du khách đổ về tỉnh Quảng Ninh tăng mạnh, tạo doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh là 455.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 1.033 tỷ đồng. Lượng khách du lịch tăng cao phải kể đến những điểm kích cầu du lịch tại Hạ Long như lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức, tạo ra sức hút trải nghiệm đông từ sáng đến đêm. Ngoài ra, các địa phương của Quảng Ninh đều tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô khác nhau để chào mừng 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bên cạnh nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, còn có nhiều phần trình diễn mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, tạo không khí hân hoan sôi nổi và thu hút đông đảo du khách trong suốt kỳ nghỉ. Thưa quý vị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 100 kg pháo hoa nổ trái phép qua biên giới. Vào lúc 7h35 phút ngày 3 tháng 9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, phòng phòng chống ma túy và tội phạm và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cùng với chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện Trần Văn Đông, sinh năm 1987, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, điều khiển ô tô đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu có cất giấu trên xe 88 hộp pháo các loại với trọng lượng khoảng 111 kg.
Đối tượng khai nhận vận chuyển số pháo hoa nổ trên từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang đối tượng, niêm phong tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nút thắt về mặt bằng các dự án giao thông kết nối liên vùng tại thành phố Hải Phòng hiện vẫn đang được tháo gỡ để hoàn thành dự án đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy giao thương kinh tế giữa Quảng Ninh và Thái Bình. Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 kết nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch có tổng mức đầu tư gần 1.350 tỷ đồng, hiện đã đạt khoảng 70% kế hoạch. Nhưng cả đôi bờ phía bên kia thị xã Đông Triều và huyện Thủy Nguyên, đơn vị thi công vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công. Theo thực tế hiện tại ở dưới công trường ấy, thì là đang vướng mặt bằng. Thứ nhất là bên phía Hải Phòng ấy, là đang phía vướng chỗ trại giam Xuân Nguyên. Còn bên phía Quảng Ninh thì là đang vướng mặt bằng đường dẫn. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu vẫn chưa có mặt bằng đủ để làm tiếp với những con ba trụ còn lại bên phía Hải Phòng và hai trụ bên phía Quảng Ninh và đường dẫn đầu cầu hai phía. Ngoài cầu Lại Xuân, thành phố Hải Phòng cũng đang triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn kết nối huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Để thi công dự án, phía bờ huyện Vĩnh Bảo phải thực hiện thu hồi 7,43 hectare đất thuộc địa bàn hai xã Đồng Minh và Hưng Nhân. Thì cái công tác giải phóng mặt bằng là bên bờ Hải Phòng nó chậm. Thế còn tạm thời thì hiện thời thì là bên phía bờ của Thái Bình ấy, thì công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện và nhà thầu cũng đã tập trung triển khai thì được hết cái kết cấu phần dưới rồi và đang chuẩn bị đúc rầm để làm cái kết cấu phần trên. Công tác giải phóng mặt bằng là chìa khóa quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Do vậy, trước những vướng mắc liên quan đến mặt bằng, thành phố Hải Phòng đã yêu cầu kiên quyết không lùi tiến độ tổng thể cũng như tiến độ từng dự án, trong đó đến hết năm 2024, phấn đấu hoàn thành thi công cầu Lại Xuân. Tại thành phố Đà Nẵng, hàng loạt ngành mới được các trường đại học mở trong mùa tuyển sinh năm nay, trong đó có ngành thiết kế, vi mạch bán dẫn và khối ngành sức khỏe. Tuy là những ngành mới nhưng sức hút lại rất nóng khi số lượng thí sinh quan tâm không hề nhỏ, thậm chí cạnh tranh gay gắt mới trúng tuyển được vào các ngành này. Tân sinh viên Châu Quốc Tuấn là một trong số 60 sinh viên trúng tuyển vào ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Trước đó, Tuấn đã tìm hiểu và được biết đây là ngành rất được thành phố Đà Nẵng quan tâm đầu tư, cần nguồn nhân lực chất lượng cao nên em đã quyết định lựa chọn ngành này. Em nghe tin báo đài nhiều là đang thiếu hụt nguồn nhân lực của về ngành thiết kế vi mạch à? Nên em quyết định là em định theo đuổi ngành này ạ. Và ba mẹ em thì cũng có ủng hộ, có động viên em là cố gắng đi theo ngành này vì nghe nó không có tương lai. Thiết kế vi mạch bán dẫn là một ngành mới được Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng mở trong năm nay. Những sinh viên trúng tuyển đỗ vào ngành này là không hề dễ dàng khi tỷ lệ chọi khá gay gắt. Có 60 chỉ tiêu mà hơn 2.000 hồ sơ thì sức hút của ngành này rất là mạnh. Và đặc biệt thì cũng không những cái ngành thiết kế vi mạch mà các cái ngành gọi là ngành gần. Là như là điện tử viễn thông này, tự động hóa này, kỹ thuật máy tính, điện tử công nghệ thông tin thì điểm đầu vào cũng rất là cao, tất cả các ngành là trên 25 điểm. Không chỉ ngành thiết kế vi mạch bán dẫn thu hút thí sinh mà các ngành về y khoa cũng được quan tâm rất nhiều trong mùa tuyển sinh năm nay. Năm học này, Trường Đại học Đông Á chính thức đào tạo ngành bác sĩ y khoa và ngành cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng cùng các ngành đang ưu thế như điều dưỡng, hộ sinh, dược, dinh dưỡng. Trong ngành đa khoa, bác sĩ y khoa thì cái sự quan tâm của thí sinh, quan tâm của xã hội rất là cao. Vì đây là cái ngành mà có chất lượng rất cao và nó cái ngành mà có phục vụ xã hội, cái tính nhân văn rất cao. Người ta quan tâm không những là cái việc mà ra trường sẽ có việc làm, nhưng quan tâm đến cái tính xã hội người ta. Theo đánh giá, các ngành mới được mở đều gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Do đó, cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất cao, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị, hiện nay đang là thời điểm giao mùa, thời điểm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh đường hô hấp, sởi, quai bị, rubella và tay chân miệng tiếp tục phát triển thành chùm các bệnh và có nguy cơ lây lan mạnh trong cộng đồng. Và cách phòng chống tốt nhất hiện nay vẫn là chủ động tiêm phòng vaccine. Đang mang bầu ở tháng thứ 7, nhận thấy thời tiết năm nay phức tạp, nhất là khi giao mùa, chị Linh Anh đã chủ động đi tiêm vaccine cúm. Muốn tiêm vaccine uốn ván phòng bệnh cúm.
để là tránh cái tình trạng mà bị cúm trong cái thời điểm giao mùa này, rất dễ là bị cúm, là để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình với cả em bé. Còn em bé này được bố mẹ cho đi tiêm vaccine 6 trong 1. Bố mẹ bé cho biết rất tin tưởng vào việc tiêm vaccine để mong con có miễn dịch đầy đủ. Trong cái thời điểm mà giao mùa cũng rất là nhiều bệnh tật này thì mình mong muốn là mình tiêm để cho cháu có khả năng có tăng cái miễn dịch để cháu đỡ ốm đau bệnh tật. Vaccine không những bảo vệ bản thân không mắc các bệnh truyền nhiễm mà còn bảo vệ những người xung quanh, nhất là những người dễ bị bệnh như trẻ con quá nhỏ, chưa thể chủng ngừa. Người lớn tuổi, người có bệnh lý mạn tính hay có hệ miễn dịch yếu, tạo ra miễn dịch cộng đồng. Khi mọi người trong cộng đồng được chủng ngừa, cơ hội bộc phát dịch bệnh sẽ giảm đi đáng kể. Ít nhất là mọi người lên tiêm đúng tối thiểu là theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Để mà tạo được miễn dịch thì ta phải lập lại những cái mũi vaccine theo những cái phác đồ nhất định của các nhà khoa học. Thời điểm giao mùa còn đặc biệt ghi nhận sự gia tăng của cúm mùa. Mặc dù là bệnh lý thông thường, nhưng cũng gặp không ít ca biến chứng nặng của cúm. Khi mà mình đã tiêm vaccine cúm rồi thì mình ít bị cúm. Và nếu mà có bị thì cái triệu chứng cúm của nó nhọn nhẹ hơn rất nhiều. Và cái biến chứng của cúm cũng ít đi rất nhiều. Tuy nhiên là cái vaccine cúm thì cái miễn dịch nó không ổn định. Đâm ra mọi người phải tiêm nhắc lại hàng năm để nó có cái hiệu quả tốt nhất. Tiêm phòng đầy đủ sẽ tạo được miễn dịch chủ động và tránh nguy cơ bệnh chồng bệnh, nhất là vào thời điểm giao mùa. Thưa quý vị, sau thành công của 2 tập thơ được xuất bản cùng lúc Loạn Bút Hành và Chiều Không Tên Như Vết Mực Giữa Đời, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh tiếp tục ra mắt công chúng tập thơ thứ 3 trong sự nghiệp của mình mang tên Viễn Ca. Nổi tiếng từ phong trào thơ sinh viên ở các trường đại học Hà Nội cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, Nguyễn Tiến Thanh viết thơ phóng khoáng, tự nhiên, theo dòng cảm xúc nhưng cũng không kém phần lãng mạn, bay bổng. Nhiều bài thơ của anh viết trong khoảng thời gian này được các sinh viên truyền tay nhau, đến nay vẫn có người thuộc nằm lòng. Tập thơ mới Viễn Ca ra mắt lần này gồm 39 bài thơ thể hiện suy ngẫm, chiêm nghiệm của nhà thơ về cuộc sống, tình yêu khi vào tuổi trung niên. Ở Viễn Ca, người đọc cảm nhận được cái chất tinh nghịch, ào ạt, phóng khoáng của thời trẻ trung sôi nổi đã bớt đi, nhưng bù lại có thêm chiều sâu của những suy tưởng, cái khác lạ của ngôn ngữ và hệ thống thi ảnh. Đọc thơ anh luôn cảm nhận được sự mới mẻ của một người thơ không ngừng đào sâu tìm kiếm chính mình và không ngừng suy tưởng về những phương trời viễn mộng. Cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người yêu thơ, buổi lễ ra mắt tập thơ Viễn Ca đã diễn ra thân tình, tạo nên bầu không khí thơ ca hiếm có trên văn đàn trong quãng thời gian gần đây. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.